Ủa nhé. Nào tới giờ rồi nha, mặc trổ lên. Và cuối cùng gia anh chỉ làm lần duy nhất cái chú sân này. Một thanh niên đang xem điện thoại và xem luôn cả chủ quán. Ui trời. Vâng, nhìn cái xe rồi, nhanh. Chủ quán nhanh lên, nhanh lên, nhảy lên, nhảy mạnh lên. Trời ơi, mất điện thoại mất rồi. Thanh niên ra tay một cách rất nhanh chóng khi thấy chủ quán mỏng manh và yếu đuối. Ờ, trời ơi, gia đình hạnh phúc. Ủa này, đấy, thắt cho em Toàn vào đúng không? Ủa, ngó gì đây? Ủa, đang ngó rồi, đó, đâu nào, chân nào, chân gà đấy. Ủa, loạn rồi. Rồi đây, bây giờ đang mơ hồ rồi. Thầy giáo đang hát bài mơ hồ của Bùi Anh Tuấn rồi. Này, ủa đây, ngồi đợi mũ bảo hiểm đi, thắt cho em Toàn đi, nha. Một sự việc tại Việt Nam, và chúng ta hãy cùng xem. Ôi, 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 ui, xôi. Ấy, xe tải tự nhiên bị trôi đi. Có lẽ là trong ma. À, anh con này mày làm gì? Mày selfie khi chưa có sự đồng ý của tao. Mày muốn chết hay sao? Đứng lại nào. À, đấy, không khí là thiên nhiên trong vài ngày là cho anh nằm yên giấc đây nè. Anh được ngồi yên mà đẹp. Ôi, ôi, ui, 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 ui. Thôi, bao nhiêu công sức làm để chuẩn bị bán hàng mà thế này đây. Ôi, ăn bánh mì phải cho phê à? Đưa đây. Ơ, thế nào? Ơ anh vẫn lấy được chưa? Anh tùy quyền học mấy chục năm nay mà anh sẽ lo gì? Tính tiền. Nào, và tiếp theo đây thì chúng ta hãy cùng đến với một sự việc quen thuộc như luộc gà. Rồi, không biết là sự việc xảy ra ở đâu, nhưng mà tại một quán ăn vỉa hè, một người đàn ông đang rơi điện thoại rồi. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Nói chung là trong Sài Gòn mà tôi thấy rơi điện thoại khi mà đứng riêng. Vâng, rồi đấy, rồi, rồi. Vừa nói rất mồm xong. Rơi điện thoại là tôi thảm rồi. Cẩn thận chứ. Nào, cu cha, anh chỉ làm một lần duy nhất đây. À, gì đây? Ôi trời, đây rồi, các thanh niên tới rồi. Ôi trời, còn bàn không anh? Không còn bàn á, không còn bàn á hả? Phải có bàn ngay, hiểu chưa? Anh đi tới nơi lại không có bàn là không được đúng không? Tạo ra bàn ngay. Hai em gái vừa đi từ nhà nghỉ ra. Ôi, thế nào tôi sờ mít người ta thế hả? Mít người ta đang mọc trên cây, đang dính vào đấy nha, đừng sờ nha. Sờ nó mất đấy đấy, mất phấn. Ô, ui, xoay rồi. Ui rồi, em gái đã lấy ngay quả mít mang về nhà để giấm. À, mẹ chất chơi chưa? Chất chơi người rơi đứng cùng phân khối lớn. Khối phân lớn. Như vậy là hai khối phân lớn chụp ảnh giữa đường và cái kết. À, xin nhá. Người. Ồ, đời, một gia đình hạnh phúc. Ồ, cháy rồi, cháy rồi. Trời ơi. Kìa con này, cháy, nhanh lên, nhà đừng chết đấy. Nói chung là không chung dòng máu thì tự đi ăn máu, không nghe nói nhau. Ôi trời, một cặp đôi hạnh phúc rồi ơi. Ôi trời, nào hơn cái nè. Nè, mẹ vừa vạ, vẫn vạ nhờ. Em gái thích sang đường kiểu khác người. Và chúng ta hãy cùng xem. Giữa dòng đời bơ vơ, em đứng vật vờ. Trong cơn mưa, em lần mò ra giữa đường. Và chúng ta hãy cùng xem em định làm gì. Em muốn sang bên kia đường, nhưng có lẽ là không được nữa rồi nhá. Ô, ngắm gì đây? Ô trời ơi. Ôi trời, tắm mát thế. Cầu vượt khó thì không đi. Ôi rồi. Ô, dạ, dạ, dạ. Dạ đây đi, đợi nhanh lên này, cô còn nhỏ.
Đấy, ngậm mồm này phụt ra như thật luôn. Vậy là xuất hiện một cô đồng với khả năng phụt nước như cá chê để không biết để làm gì, cung bái cái gì đó. Mạnh mẽ đấy. Giờ cái này nó mới linh nghiệm được. Giờ bao nhiêu vi trùng vi khuẩn trong mồm phun ra thì tà ma nó phải chạy hết nhá. Đấy rồi, thành tâm đi nha. Lấy pha đi. Không rõ là tác dụng của nó để làm gì, nhưng mà để diễn hài thì tôi thấy khá vui đấy. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng đến với thanh niên nguy hiểm nhất ở phần 141 mùa 2022 này. Vâng, đây ơi. Trời ơi, mày làm gì? À, mày định đấu đồ với tao á? Đấy đúng không? Thanh niên trời nha. Đi xe quay, tự tin lắm nha. Lùi lại đi, không lùi lại cho anh đi là mày không được đâu. Dạ, đây địa bàn của anh nhá. Sáng nay anh vừa đánh dấu đánh thổ đây. Rồi, dựng chân trống đứng để chơi rồi. Hãy cùng xem cái kết của hành động này là gì. Đấy chưa. Xe đang muốn rẽ phải nhưng mà thanh niên này chặn đầu, tranh hết làn luôn. Không cho đi. À đây rồi, cãi nhau gì đó rồi. Mà nó cứ chặn đường em chứ mà không mà em hút nó rồi. May là em để mặt anh ấy. Nào chặn đường đúng không? Đi đây xem nào. Nào đứng kia, đứng kia, đứng vào kia, ta xem mày nào nha, đúng không? Xem thích chặn đường đúng không? Và để ủng hộ cho những video tiếp theo từ Tin Việt thì các bạn đừng quên đăng ký kênh Tin Việt cũng như là ủng hộ kênh Tô Tin Tức nha. Bên cạnh đó còn cái kênh Hài Động Vật là kênh nhị nữa. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.